Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hồ Sê Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình đi tìm hiểu xem Ngày hôm nay có những tin tức nào mới nhất nhé Đầu tiên, Triệu lệ Dĩnh gây xôn xao với nhan sắc thật được hé lộ trên livestream, Liệu có chênh lệch so với ảnh Photoshop kỹ càng? Thứ hai, nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư tại hậu trường phim Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử gây bão Tối ngày 25 tháng 9, Triều Lê Dĩnh trở thành khách mời tham gia livestream của một nhãn hàng và cùng giao lưu với khán giả. Xuất hiện tươi tắn và rạng rỡ bà xã Phùng Thiếu Phong nhận được sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ. Nhan sắc của cô nàng một lần nữa trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, nhất là khi cách đây không lâu, Triều Lê Dĩnh gây xôn xao vì gương mặt sưng phù tại sự kiện khai máy bộ phim mới. Từ những hình ảnh blogger và netizen nhanh tay chụp lại và chia sẻ, rất nhiều bình luận cho rằng nhan sắc bà xã Phùng Thượng Phong rất xinh đẹp và khả ái. Tâm trạng thoải mái, tự nhiên và vui vẻ của Triệu Lợi Dĩnh càng khiến cho viral của bà mẹ bỉm sữa lên hương hơn nữa. Trên mạng xã hội, netizen Sứ chung dành rất nhiều lời khen cho Triệu Lợi Dĩnh. Nhan sắc của cô ấy giờ có thể bất chấp cả sóng live stream rồi. Triệu Lê Dĩnh ngày càng nổi bật và tự tin hơn. Trước đây cô ấy còn nhút nhát, bây giờ tốt hơn rất nhiều rồi không chỉ vậy netizen còn so sánh nhan sắc khi livestream và ảnh do studio chia sẻ của triều là dĩnh không có sự chênh lệch quá lớn đều xinh đẹp và quyến rũ sau khi sinh con xong phai đồ cùng thần thái của mỹ nhân hỏi triệu khiến cả buýt phải trầm trồ thán phục triều lộ tư được mệnh danh là nữ thần nhan sắc thế hệ mới của cbít cô nàng nhận được sự quan tâm lớn của công chúng với những khung hình sinh lung linh góp mặt trong nhiều bộ phim hot như Ôi Hoàng đế bệ hạc của ta, Phượng Chù Hoàng, Triệu Lộ Tư gây dấu ấn đậm sâu với nhan sắc ngọt ngào và hình ảnh trong sáng. Cô nàng được mệnh danh là Thánh Nữ Xuyên Không và nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ. Trang Sina đưa tin, mới đây, hình ảnh hậu trường của phim Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử của Triệu Lộ Tư được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhan sắc thật sự của cô nàng trở thành chủ đề bàn tán khi clip Triệu Lộ Tư bước ra khỏi phòng hóa trang, đầu vẫn đổi mũ miệng và mặc áo phông được chia sẻ trên mạng xã hội. Rất nhiều bình luận nhận xét cô nàng sở nét đẹp xuất sắc, hai má bánh bao dễ thương và số mũi cực phẩm đẹp không kém những tấm hình chỉnh chu thường được khoe trên Weibo. Xinh đẹp là vậy, thay nhưng khoảnh khắc gây bão nhất của cô nàng là khi một fan nam có mặt tại đây hét lớn. Trời Nam đất Bắc, chiều lô tư là xinh đẹp nhất. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1998 giật mình bất ngờ, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Trên mạng xã hội, phản ứng của netizen rất đáng yêu. Cô ấy bất ngờ khi được khen là đẹp nhất thiên hạ kia. Khoảnh khắc này buồn cười quá. Chợ lộ tư xinh đẹp thật đấy, góc nhiên xuất sắc. Tôi ước có được sống mũi như cô nàng. Giật mình vì được khen xinh, thế mà vẫn xinh quá trời xinh luôn. Trước đó một vài tấm ảnh hội trường của cô nàng đã được tiết lộ. Cô nàng nhận được cơn mưa lời khen về gương mặt ấn tượng, sống mũi cao và rõ, bất chấp được chụp ở góc xa. Sở hữu dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp như Triệu Lộ Tư, Từ Khai Xính, Nhậm Hào, Trương Nguyệt cùng với những tấm poster siêu xịn tung ra trước đó, mọi động thái của đoàn phim Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử luôn được dân tình chú ý. Sáng ngày 21 tháng 9, cảnh quay đầu tiên của đám học trò nghịch ngợm đã được hé lộ khiến khán giả phải thả tim điên đảo. Đa số cư dân mạng đều đoán rằng đây là phân cảnh nữ chính Triệu Lộ Tư đang cùng các nam sinh trong trường học bài. Thế nhưng vì mải mê làm việc riêng mà bị thầy giáo trách phạt. Về mặt không có hứng thú với chuyện học hành cùng cử chỉ nhí nhớ của triệu đầu tư đã khiến khán giả phần nào đoán được nội dung phim chắc chắn rằng sẽ rất vui nhộn và hài hước. Nhiều người tỏ ra khoái chí với cảnh quay đáng yêu này của Triệu Luật Tư và mong ngóng ngày phim lên sóng. Bên cạnh đó, lại có nhiều ý kiến cho rằng nét diễn nhí nhành lầy lội của Triệu Luật Tư đã quá nhàm chán. Ngoài ra, việc cô nàng cứ bê nguyên cách diễn an toàn ấy từ phim này sang phim khác sẽ khiến bản thân cô bị đóng khung cho một hình tượng và không thể bứt phá được. Hiện tại thì bộ phim Quốc tử giám có một nữ đệ tử đang ghi hình và chưa dự kiến lịch phát sóng. Chúng mình là Hồng Sĩ Bít. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin trên là hữu ích, vậy thì đừng quên like, subscribe kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.